là 8 dự án đáng trông chờ trong tháng 10. Một, Ethereum. Sau khi hard fork lên nền và bản nâng cấp EIP-1559 thành công, ngày càng có nhiều token Ethereum staking và Ethereum 2.0. Cơ chế giảm phát token và số Ethereum staking ngày càng nhiều, cho thấy nguồn cung lưu hành của Ethereum đang giảm dần theo thời gian, trong khi nhu cầu mua của ETH thì không ngừng tăng. Cung giảm mà cầu tăng, do đó chính là lý do tăng giá. Các giải pháp Layer 2 của Ethereum đang phát triển một cách rất mạnh mẽ, do đó tiềm năng mạng lưới Ethereum tăng trưởng là điều không thể bàn cãi. 2. Celo. Tập đoàn viễn thông Deutsche Telekom tham gia Liên minh Alliance for Prosperity của Celo, nền tảng ứng dụng blockchain và thanh toán di động, và mua một số lượng lớn token Celo. Điều này chứng tỏ Celo nhận được niềm tin dài hạn từ ông lớn này. Telekom lưu trữ token Celo trên Coinbase Custody, cho thấy tầm nhìn đầu tư dài hạn đối với Celo. Ngoài ra, Celo còn cho ra mắt Incentive Program, đây là chương trình thúc đẩy thanh khoản dự đoán sẽ được thu hút nhiều người dùng và dự án triển khai trên mạng lưới Celo. 3. Polkadot. Polkadot sẽ là tâm điểm của thị trường tiền mã hóa vào quý 4 năm 2021, với hệ sinh thái đã sẵn sàng bùng nổ, cuối năm 2021 được dự đoán sẽ là thời điểm vàng của Dot. 4. Kusama. Nói đến Polkadot thì không thể không nhắc đến Kusama. Dù là blockchain thử nghiệm chạy song song với Polkadot, nhưng Kusama đã chứng minh được tầm quan trọng của mình. Các dự án muốn khởi chạy trên Polkadot bắt buộc phải thông qua Kusama. Và hiện tại, Kusama đã hoàn thành được đấu giá Parachain lần thứ nhất và đang trên đà thực hiện đấu giá Parachain lần thứ hai. Muốn tham gia đấu giá, các dự án phải stake token KSM. Chẳng thế mà giá của token KSM tăng vọt 30% trước thềm đấu giá Parachain vòng 2. Do đó thì mọi tâm điểm chú ý của thị trường đều hướng về Kusama. 5. Moonriver. Moonriver là một trong 5 dự án chiến thắng đấu giá Parachain Kusama vòng đầu tiên. Sau khi được niêm yết lên sàn thì giá của Moonriver tăng gấp 70 lần sau ra mắt. Đây là liều thuốc thử thành công cho Polkadot và Kusama. Tiềm năng của Moonriver là không thể bàn cãi khi ngày càng nhiều dự án phát triển trên hệ sinh thái của Moonriver, như các bạn có thể thấy trong infographic sau đây. 6. OMG. Oh my god. Ngày 1 tháng 10, Boba Network cho biết sẽ tổ chức airdrop token Boba cho người nắm giữ OMG. Dự án sẽ chụp số dư OMG của người dùng vào ngày 12 tháng 11 và sẽ tổ chức airdrop vào ngày 19 tháng 11. Đợt airdrop sẽ tiến hành với tỷ lệ là 1 Boba trên 1 OMG, đồng nghĩa với việc mỗi token OMG đang nắm giữ thì người dùng sẽ nhận về 1 Boba. Sau khi thông báo airdrop được đăng tải thì giá của token OMG đã tăng vọt lên mức là 13.5 USD, áp sát mức đỉnh ETH là 15.3 USD lập vào ngày 7 tháng 5 năm 2021. 7. Axie Infinity. Đầu giờ chiều ngày 1 tháng 10, Axie cho biết trang web staking đã chính thức đi vào hoạt động. Người dùng chỉ cần truy cập, kết nối ví Ronin và chọn số tiền staking là có thể bắt đầu nhận thưởng. Để chào mừng sự kiện ra mắt staking này thì Axie vào ngày 30 tháng 9 cũng đã airdrop 800.000 AXS, trị giá tương đương là 60 triệu USD cho những người đã chơi game từ trước ngày 26 tháng 10 năm 2020. Đồng sáng lập kiêm giám đốc phát triển Axie Infinity tiết lộ trong buổi phỏng vấn là Axie sẽ sớm ra mắt một sàn DEX. Tuy nhiên thì ông không cung cấp nhiều thông tin về dự án sàn DEX này, khả năng vì sản phẩm vẫn trong giai đoạn xây dựng. 8. Near. Vào tối ngày 7 tháng 9, Bitcoin đã có một cú sập mạnh khi rớt từ 52.000 về 42.800 đô chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Sau đó là nhiều altcoin đã đâm. Tuy nhiên thì một trong số đó là Near vẫn hồi phục vô cùng mạnh mẽ và còn thiết lập một kỷ lục giá mới vào rạng sáng ngày 8 tháng 9. Near là một trong những token nền tảng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong thời gian qua. Với việc hệ sinh thái Near đã dần hoàn thiện và dòng tiền đang tìm kiếm một hệ sinh thái mới, sau khi đã đẩy vào một số hệ sinh thái như là Solana, Avalanche thì Near chính là đối tượng tiềm năng tăng giá trong thời gian sắp tới.